Hôm nay tôi sang phần thứ tư của cuốn Nồi kinh yếu chỉ, đó là phần bệnh lý 4. Hàn cực độ thì sinh ra nhiệt, nhiệt cực độ lại sinh ra hàn, hàn khí sinh ra trọc khí, nhiệt khí sinh ra thanh khí bị hãm ở dưới thì đi ỉa sống phân, trọc khí ngưng động ở trên thì sinh đầy trướng. Đó là vì âm dương chính thường hoặc trái thường mà bệnh cũng sinh ra chứng thuận hay chứng nghịch. Vì không mặc áo cẩn thận, hóng gió mà sinh ra nóng lạnh, vì ở trần cảm phải phong tà, phong khí bên ngoài lấn vào, dương khí bên trong chống lại, phong khí và dương khí giao tranh nên sinh ra nóng lạnh. Bởi thế mùa xuân cảm phải gió, tà khí ngưng động liên miên sẽ sinh ra thảo dạ, phong khí thông với can khí, mùa xuân can mộc vượng, mộc thắng tỳ thổ nên sinh ra đi thảo dạ, mùa hạ cảm phải nắng, mùa thu sẽ sinh ra sốt rét, mùa hạ đã nóng dữ, khí dương mùa thu lại tiếp đến, dương khí và nhiệt khí công nhau sẽ sinh ra chứng sốt rét. Mùa thu cảm phải thấp khí mùa đông sẽ sinh ho, thấp khí mùa thu đã thắng, hàn thủy mùa đông lại sinh, thủy đến lấn phế cho nên sinh bệnh ho rược lên, phát sinh ra bệnh nguy quyết. Thấp khí công ở trong thì sinh ra ho rược lên, tán ra ngoài thì làm cho gân mạch yếu mềm. Mùa đông cảm phải khí hàn, mùa xuân sẽ sinh ra bệnh ôn, khí lạnh mùa đông ngưng động, dương khí mùa xuân phát sinh, hàn khí không giải được dương khí mắc mưu ở trong, hàn khí và dương khí chống nhau mà sinh ra bệnh ôn. Khí của bốn mùa thay đổi làm tổn thương ngũ tạng, lạnh, nắng, ấm, mát thay đổi lẫn nhau, lúc hơn lúc kém, mà khí của bốn mùa thay đổi nhau làm tổn thương đến sự điều hòa của ngũ tạng. Khí mùa xuân gây nên bệnh ở đầu vì ứng với can, khí mùa hè gây nên bệnh ở tạng vì ứng với tâm, khí mùa thu gây nên bệnh ở vai lưng vì ứng với phế, khí mùa đông gây nên bệnh ở tay chân. Tay chân khí kém, độc của hàn tà hay làm tổn thương, tùy theo chỗ hàn tà xâm lấn mà làm bệnh ở đó. Tinh là gốc của nhân thể, cho nên tàng trữ được tinh thì sang xuân không bệnh, sinh ra bệnh ôn. Mùa đông dương khí phục tàng, dương khí không động và bốc lên, cho nên mùa xuân không sinh ra bệnh ôn. Âm thẳng thì dương bệnh, dương thẳng thì âm bệnh, phần thẳng thì không bệnh, phần không thẳng thì sinh bệnh. Dương thẳng thì nhiệt, âm thẳng thì hàn, hàn cực độ thì sinh nhiệt, nhiệt cực độ thì sinh hàn. Vật cực tắc phản, cũng như hỏa mạnh quá thì chính khí suy, hỏa bình thường thì chính khí thịnh. Hàn tổn thương hình, nhiệt tổn thương khí, hàn thì vệ khí không thông lợi cho nên tổn thương hình thể, nhiệt thì vinh khí tiêu hao ở trong cho nên tổn thương khí. Khí bị tổn thương sinh đau nhức, hình bị tổn thương sinh phù nề, khí tổn thương thì nhiệt kết ở phần thịt cho nên đau nhức, hình tổn thương thì hàn khí thúc ngoài bì phu cho nên phù nề. Vì vậy, trước đau nhức rồi sau phù nề là khí làm tổn thương hình, trước khi phù nề rồi sau đau nhức là hình làm tổn thương khí. Trước phát ra chứng ở khí mà sau sinh ra chứng ở hình cho nên nói khí làm tổn thương hình, trước phát ra chứng ở hình mà sau mới sinh ra bệnh ở khí cho nên nói hình làm tổn thương khí. Phong thẳng thì chuyển động, phong khí thẳng thì mọi vật đều dao động cho nên nó chuyển động. Nhiệt thẳng thì xương thủng, nhiệt khí thẳng thì dương khí uất ở trong xương thủng phát ra dữ dội, nặng quá thì vinh khí nghịch lên ở trong thịt tụ lại mà thành nhọt mủ. Táo thẳng thì háo, táo thẳng thì tân dịch khô kiệt cho nên da rẻ khô ráo. Hàn thẳng thì sinh phù, hàn thẳng thì âm khí mới bắt đầu từ huyền phủ bế tàng, dương khí công ở trong cho nên sinh ra phù. Thấp thẳng thì sinh ra ỉa chảy, thấp khí thẳng công phạt tỳ vị ở bên trong, tỳ vị bị thấp thì cơm nước lẫn lộn tống xuống đại tràng sinh ra ỉa chảy, cho nên mừng quá giận quá làm tổn thương khí, rét quá nóng quá làm tổn thương hình. Mừng giận đều sản sinh ra từ khí cho nên nói mừng giận tổn thương khí, rét nắng quá tổn thương hình thể cho nên nói rét nắng làm tổn thương hình, đột nhiên giận dữ tổn thương âm khí, đột nhiên mừng quá tổn thương dương khí, giận thì khí bốc lên, mừng thì khí giáng xuống, cho nên đột nhiên giận dữ thì khí bốc lên mà tổn thương khí, đột nhiên mừng quá thì khí giáng xuống làm tổn thương âm khí. Quyết khí đi ngược lên đầy kinh mạch thì thần khí lìa khỏi hình thể. Quyết là khí nghịch lên đầy ở kinh lạc thì thần khí phù việt, lìa khỏi hình thể,
mừng giận quá độ, rét nắng quá độ thì sinh bệnh không vững bền. Sách Linh Khu nói, người biết dưỡng sinh phải thuận theo bốn mùa mà thích ứng với khí hậu lạnh nắng, điều hòa sự mừng giận mà ăn ở yên tĩnh. Nếu mừng giận bất thường hoặc nóng rét quá độ thì chính khí làm sao bền vững được. Cho nên cảm phải tà khí của thiên nhiên thì làm hại ngũ tạng của nhân thể. Tám thứ gió vẫn thường có phát ra tà khí, khí của gió xúc phạm vào ngũ tạng mà làm ra bệnh. Cho nên cảm phải tà khí của thiên nhiên thì hại ngũ tạng của nhân thể. Cảm phải sự nóng lạnh của đồ ăn thì hại đến lục phủ. Nhiệt khí làm tổn thương vị và bàng quang. Hàn khí làm tổn thương đến đại tiểu trường và đờm khí. Cảm phải thấp khí ở dưới đất làm tổn thương da thịt gân mạch. Thấp khí thắng thì mạch ở vinh vệ không vận hành được. Cho nên cảm phải thấp khí thì là hại da thịt gân mạch. Tinh thần không tăng tiến thì ý chí bất trị, cho nên bệnh không thể khỏi được. Sự hoạt độc trải thường làm hao tán chân khí, cho nên như thế tinh hoại thần mất, vinh vệ không thể thu phục được. Vì sao? Vì ham muốn vô cùng mà lo nghĩ liên miên thì tinh khí rã rời, bại hoại vinh huyết ngưng trệ, vệ khí tiêu tan, cho nên thần mất mà bệnh không khỏi được. Tinh thần là nguồn gốc của sự sống, vinh vệ là chủ khí không giúp đỡ thần không yên ở trong thì bệnh không thể khỏi được. Tình hình của 12 kinh bị tuyệt khí thì như thế nào? Khí của kinh mạch thái dương bị tuyệt thì hai mắt nhìn ngược lên, lưng uống ván, chân tay co giật, sắc mặt trắng, bệnh tuyệt hãn chảy ra, tuyệt hãn chảy ra thì chết. Đây trước tiên nói về sự tuyệt khí của kinh thái dương. Mạch kinh túc thái dương bắt đầu ở mắt, lên trán, giao nhau ở đỉnh đầu, liên lạc vào não, quật ra xuống sau gáy, men theo trong bắp vai, dọc theo cột sống, tới trong eo lưng, một chi khác xuống chân, đến mé ngoài ngón đầu chân út. Mạch kinh thủ thái dương bắt đầu từ phía ngoài chót ngón tay út, men theo cánh tay lên vai vào hõm vai, một chi khác từ hõm vai men theo cổ lên đến đuôi mắt. Cho nên khí của kinh mạch thái dương bị tuyệt thì hai mắt nhìn ngược lên không chuyển động, mình uốn ván, co quắp, bệnh gấp thì co lại, hoãn thì duỗi ra, sắc đen thì biến thành trắng. Vì kinh mạch túc thái dương thuộc thủy, chủ về sắc đen, kinh mạch thủ thái dương thuộc hỏa, chủ về sắc đỏ. Mà hai sắc đen đỏ không thấy, chỉ thấy sắc trắng, tuyệt hãn tức là mồ hôi tuôn ra như hạt châu mà không cầm lại được. Đó là hiện tượng tuyệt hãn, là chứng chết. Khí của kinh mạch thiếu dương bị tuyệt thì tai điếc, các đốt xương đều rã rời, hai mắt trực thị, tròng đen, không chuyển động nữa, một ngày rưỡi sẽ chết. Trước khi chết thì sắc mặt xanh trắng bệt. Đây là nói khi sinh khí của kinh mạch thiếu dương bị tuyệt. Mạch kinh túc thiếu dương bắt đầu ở đuôi mắt, lên góc đầu xuống sau tai, chi khác của nó men theo sau tai, vào trong tai chạy ra trước tai, một chi khác men sau tai vào trong tai chạy ra trước tai. Cho nên khi khí tuyệt thì tai điếc, kinh thiếu dương chủ về gân, cho nên khi khí tuyệt thì các đốt xương đều rã rời, mắt trực thị và tròng đen không chuyển động được. Đến lúc mà tròng đen không chuyển động được thì chỉ có một ngày rưỡi nữa là chết, và khi chết thì mặt tất nhiên xanh trắng bệch, vì trắng sắc xanh thuộc mộc, trắng thuộc kim, hai sắc ấy tương khắc với nhau. Khí của kinh mạch dương minh bị tuyệt thì miệng mắt méo sạch, máy giật, hay sợ hãi, nói bậy, sắc vàng khắp trên người, kinh thủ, kinh túc khí tinh này mạnh quá, sinh tê dại thì chết. Đây nói về khí của kinh mạch dương minh tuyệt. Kinh mạch túc dương minh bắt đầu từ chỗ trũng bên sống mũi, đi xuống dưới ngoài mũi, đi lên vào hàm răng trên, ra miệng vòng quanh môi, qua giáp xa, lên trước tai theo bờ da tóc đến góc trán. Một chi khác từ huyệt đại nghinh xuống nhân nghinh, vòng quanh họng, vào hõm vai, xuống hoành cách mô. Kinh mạch thủ dương minh bắt đầu từ đầu ngón tay trỏ, men theo cánh tay trên vai, rồi lên cùng các kinh khác hội nhau ở xương trụ, lại xuống hõm vai mà liên lạc với phế. Một chi khác từ hõm vai lên cổ, qua má tới hàm răng dưới, ra mép miệng cùng giao nhau ở nhân trung bên cạnh mũi. Cho nên khí của kinh mạch này tuyệt thì mặt miệng mắt méo sạch, máy giật, vị mắc bệnh thì sợ người và lửa, nghe tiếng gõ khua thì giật mình sợ hãi, chửi mắng không kể người thân kẻ sơ, hay sợ mà nói càn. Vàng là màu sắc của thổ, bộ phận trên kinh mạch thủ dương minh,
bộ phận dưới là kinh mạch túc dương minh. Kinh mạch này mạnh quá thì mặt mắt cổ cằm mu chân cổ tay ống chân đều rung động tê dại khi cấu vào không biết đau, đó là dấu hiệu khí đã kiệt hết, cho nên nói khí của kinh mạch này đã tuyệt. Khí của kinh mạch thái âm tuyệt thì bụng đầy trướng, bế tắc không thở được, hay ở hay mửa, mửa thì khí nghịch lên, khí nghịch lên thì mặt đỏ, nếu khí không nghịch lên thì trên dưới không thông, không thông thì mặt đen, lông da khô rộp mà mạch tuyệt. Đây là nói về khí của kinh thái âm tuyệt. Mạch kinh túc thái âm từ trong đùi đến trước đùi vào bụng thuộc tỳ, liên lạc với vị lên hoành cách mô. Kinh mạch thủ thái âm bắt đầu từ trung tiêu, liên lạc xuống đại trường, quanh lên vị khẩu, lên hoành cách mô, vào phế, vì đường lạc của nó từ tỳ vào vị, cho nên đầy trướng bế tắc, không thở được, sinh ra ở mửa, và lại mửa thì khí nghịch lên, cho nên sắc mặt đỏ, không mửa thì không nghịch thì ở trên không thông, dưới lại bế tắc mà trên dưới không thông, tâm khí thiêu đốt, bên ngoài cho nên da khô rộp mà mạch tuyệt. Vì mạch túc thái âm có một chi từ vị đi lên ra đến hoành cách mô dồn vào tâm. Khí của kinh mạch thiếu âm bị tuyệt thì mặt đen, răng trơ ra mà đầy cáu bẩn, bụng trướng bế tắc trên dưới không thông mà khí tuyệt. Đây nói về khí của kinh thiếu âm tuyệt. Khí của kinh mạch này tuyệt thì huyết hết lưu thông, huyết không lưu thông thì lông da khô sạm, cho nên sắc mặt đen như sơn mà không đỏ. Khí của kinh mạch này tuyệt thì xương không mềm thì nhô lên trên, cho nên răng trơ ra mà đầy cáu bẩn. Kinh mạch thủ thiếu âm bắt đầu từ trong tim xuống hoành cách mô, liên mạc lạc với tiểu trường. Kinh mạch túc thiếu âm từ thận suốt lên hoành cách mô, vào phế, cho nên khí của kinh mạch này tuyệt thì đầy trướng, bế tắc mặt trên dưới không thông. Khí của kinh mạch quyết âm tuyệt thì trong ngực phát nóng, họng khô hay đi đái vặt, lòng buồn bực khó chịu, nặng quá thì rụt lưỡi dài teo mà chết. Đó là chứng bại hoại của 12 kinh mạch. Đây là nói khí của kinh quyết âm tuyệt. Đường lạc của kinh túc âm từ ống chân lên hòn dải, kết ở ngọc hành, đường kinh chính của nó vào lông mu, qua bộ phận sinh dục, lên đến bụng dưới, qua dạ dày, lên sau cuống họng đến hàm và má. Mạch thủ thiếu âm bắt đầu ở ngực đi ra, thuộc tâm bào lạc, cho nên mạch này tuyệt thì trong ngực nóng, họng khô hay đi đái vặt, lòng buồn bực khó chịu. Sách Linh Khu nói, can là nơi hội họp của gân, gân tụ hội ở bộ phận sinh dục, chẳng lên cuống lưỡi, cho nên nặng thì rượt lưỡi rụt, dài teo mà chết. Như vậy thì 12 kinh mạch đều bại hoại, chết là đúng. Cơ sở sức khỏe trong con người là nhờ ngũ tạng yên định thì thần vững thì thân thể khỏe mạnh, cho nên nói thân thể khỏe mạnh là nhờ ngũ tạng. Đầu là phủ của tinh minh, nếu thấy đầu nghẽo không cất dậy mà mắt sâu không tinh quang, đấy là tinh thần sắp suy bại. Lưng là chủ của ngực, đến thấy lưng còng vai so, đấy là khí trong ngực sắp bại hoại. Eo lưng là phủ của thận, nếu thấy eo lưng cứng đờ khó xoay trở, đấy là thận sắp suy bại. Gối là phủ của gân, nếu thấy gối không co duỗi được, mỗi hành động đều phải cúi lom khom, là gân sắp bại hoại. Xương là phủ của tủy, nếu thấy không thể đứng lâu được, mỗi hành động đều run rẩy chẳng yên, đấy là xương sắp bại hoại. Ấy đều lấy chỗ ở chỗ xuất xử mà gọi là phủ. Khi có các bệnh tình kể trên, giả như ngũ tạng có thể khôi phục sức khỏe, mạnh thời tùy bệnh cũng có thể sống. Ngũ tạng không thể khôi phục sức khỏe, bệnh tình không thể vãn cứu, thì người cũng chết. Khỏe mạnh là trung khí cố thủ. Đấy là nói cơ sở sức khỏe trong con người là nhờ ngũ tạng, mà mất sức khỏe thì chết. Âm khí thịnh nằm mộng thấy lội sông cái mà sợ hãi. Âm là thủy cho nên nằm mộng thấy lội sông cái mà sợ hãi. Dương khí thịnh thì nằm mộng thấy lửa cháy to. Dương là hỏa cho nên nằm mộng thấy lửa thấy cháy to. Âm dương đều thịnh thì nằm mộng thấy đánh chết nhau bị thương. Cũng giống như nghĩa âm dương giao tranh, bộ phận trên thịnh thì nằm mộng thấy bay, bộ phận dưới thịnh thì nằm mộng thấy té ngã. Khí đi lên thì nằm mộng thấy bay lên, khí giáng xuống thì nằm mộng thấy té ngã. Khí no quá thì nằm mộng thấy đem của cho người vì bên trong có thừa, khí đói quá thì nằm mộng thấy người khác đem cho của vì bên trong thiếu. Can khí thịnh thì nằm mộng thấy giận dữ vì tình chỉ của can là giận dữ. Về khí thịnh thì nằm mộng thấy khóc vì thanh âm của phế là thương, cho nên nằm mộng thấy khóc.
Trong bụng có nhiều run ngắn thì nằm mộng thấy nhiều người hội họp. Trong bụng có nhiều run ngắn thì nằm mộng thấy run. Trong bụng có nhiều run dài thì nằm mộng thấy đánh nhau và tổn thương. Có run dài nhiều thì trong bụng không yên, nằm mộng rối loạn cho nên thấy như thế. Năm chứng thực thì chết, năm chứng hư cũng chết. Năm chứng thực là ngũ tạng thực, năm chứng hư là ngũ tạng hư. Mạch thịnh da nóng, bụng trướng, đại tiểu tiện không thông, buồn bực lóa mắt, đó là năm chứng thực. Thực là tà khí thịnh và thực. Mạch thịnh là bệnh ở tâm, da nóng là bệnh ở phế, bụng trướng là bệnh ở tỳ, đại tiểu tiện không thông là bệnh ở thận, buồn bực lóa mắt là bệnh ở can. Mạch tế da lạnh, khí kém, đại tiểu tiện tiết lợi, ăn uống không vào, đó là năm chứng hư. Hư là chân khí không đủ, mạch tế là bệnh ở tâm, da lạnh là bệnh ở phế, khí kém là bệnh ở can, đại tiểu tiện tiết lợi là bệnh ở thận, ăn uống không vào là bệnh ở tỳ. Năm chứng thực, năm chứng hư cũng có khi không chết là tại sao? Khi chứng hư mà ăn cháo được, ỉa chảy khỏi được thì sống. Như chứng thực mà mình đổ mồ hôi, đại tiểu tiện thông lợi thì cũng có thể sống. Ấy là nói chứng trạng hư thực mà có thể khỏi được, ăn cháo được. Vị khí điều hòa thì ỉa chảy khỏi dần, vì vị khí mạnh thì chứng hư cũng sống. Chứng thực mà ra được mồ hôi, đại tiểu tiện thông lợi thì tự nhiên khỏi. Con người trong lúc ăn ở động tĩnh và thân thể mạnh yếu khác nhau, kinh mạch khí huyết cũng tùy đó mà có biến đổi chăng? Con người lúc kinh khủng, lúc giận dữ, lúc nhọc mệt, hoặc động hoặc tĩnh, kinh mạch khí huyết đều chịu ảnh hưởng cả. Cho nên đi đêm thì suyễn thở do thận, thận chủ sự biến đổi, thận khí hợp với lúc mờ tối. Cho nên đi đêm bị suyễn thở là do trong thận ra khí tràn lên làm cho phế bị bệnh. Đi đêm lao thận, do đó mà phát suyễn thở, dâm khí tràn lên làm cho phế bị bệnh. Vì té ngã sợ hãi mà suyễn thở là do ở can, sợ do gan, té ngã thì tổn thương gân máu, vì thế mà suyễn thở, cho nên nói do ở can. Can khí tràn lên làm hại tỳ, can khí bị khuấy động thì hại tỳ thổ. Vì kinh sợ mà suyễn thở là bệnh ở phế, kinh sợ thì tâm không chỗ dựa, thần không yên định, khí bị rối loạn ở trong ngực, cho nên suyễn sinh ra phế, dâm khí tràn lên làm cho tâm bị bệnh, kinh sợ thì thần tản đi, cho nên dâm khí động thì làm thương tổn đến tâm. Qua sông bị đắm thuyền mà suyễn thở là bệnh do ở thận và xương, thấp khí thông với thận, thận chủ về xương, cho nên qua sông bị đắm thuyền mà suyễn thở là do thận và xương. Đang lúc ấy, người khỏe thì khí lưu thông mà bệnh khỏi, người yếu thì khí ngưng trệ mà sinh bệnh. Khí có khỏe hay yếu, thần có dũng hay khiếp, cho nên có tình trạng khác nhau. Cho nên phép chẩn bệnh phải xét người dũng hay khiếp, tình hình xương thịt da rẻ như thế nào, biết rõ được tâm tính, ăn nắm vững được tình hình mới nhận thức được sâu sắc, chẩn đoán được chính xác. Ăn uống quá no mà ra mồ hôi là do ở vị, khi kinh sợ bị tản tinh mà ra mồ hôi là do ở tâm, kinh sợ tản mất tâm tinh, thần khí bốc lên, dương khí nhân đó mà bức bách, cho nên mồ hôi ra là do ở tâm. Khi mang nặng đi xa, mồ hôi ra là do ở thận, xương khí bị nhọc, khí bốc lên, thận lại bị mệt mỏi quá, cho nên mang nặng đi xa mà mồ hôi ra là do ở thận. Khi chạy nhanh, khi sợ hãi, mồ hôi ra là do ở can, làm việc nặng nhọc, động đến gân thì hại đến can khí, cho nên chạy nhanh, sợ hãi mà ra mồ hôi là do ở can. Vận động nhọc mệt mà đổ mồ hôi là do ở tỳ. Vận động nhọc mệt là động tác ra sức nhiều quá, không phải chạy nhanh hay đi xa. Động tác dùng sức thì tinh ba của thủy cốc phân bố khắp nơi. Tỳ có chức năng tiêu hóa thủy cốc, cho nên nói mồ hôi ra là do ở tỳ. Phàm khi tà khí xâm lấn vào được đến nhân thể là do nó mạnh hơn mà lấn vào. Tà khí là nói thứ khí bất chính như phong, hàn thử thấp, đói no nhọc mệt. Gặp ngày giờ bản tạng sở sinh thì bệnh khỏi, gặp ngày giờ bản tạng bị khắc thì bệnh nặng thêm, gặp ngày giờ sinh ra bản tạng thì bệnh đứng, gặp ngày giờ của tạng đó thì bệnh phát. Bệnh ở can thì đau hai bên hạ sườn, đau ran đến bụng dưới, làm cho người hay giận. Can thuộc kinh mạch quyết âm, từ chân lên quanh bộ sân phận sinh dục, đến bụng dưới, lại đi lên suốt đến não bộ, xuống hoành cách mô, tỏa ra sườn, cho nên đau hai bên hạ sườn và đau ran đến bụng dưới.
Vì can khí thực cho nên hay giận, can khí hư thì lóa mắt nhìn không thấy rõ, tai không nghe được gì, hay sợ, hình như có người sắp đến bắt mình. Can thuộc kinh mạch quyết âm từ sườn lên cuống họng, vào trán, liên lạc với mắt, chi mạch của kinh mạch thiếu dương đờm từ sau tai vào trong tai, chạy ra trước tai đến sau đôi mắt, cho nên sinh ra bệnh nói như trên. Bệnh ở tâm thì trong ngực đau, sườn đầy tức, hạ sườn đau, ngực lưng và bả vai, đau mẻ trong hai cánh tay, chi mạch của kinh mạch thủ thiếu âm tâm từ ngực ra sườn, chi mạch của kinh mạch thủ quyết âm tâm bào cũng đi từ ngực ra hạ sườn, cách hố nách ba bộ thốn, đi lên dưới hố nách, xuống qua mẻ trong bắp tay, đi vào khoảng giữa hai kinh mạch thái âm và thiếu âm, vào trong khuỷu tay, xuống qua cẳng tay đi vào khoảng hai lằn gân, kinh mạch thủ thiếu âm tâm, đường thẳng từ tâm hệ lên phế, đi ra dưới nách xuống qua phía sau mẻ trong bắp tay, đi vào sau chỗ kinh mạch thái âm quyết âm, xuống khuỷu tay, đi theo phía sau mẻ trong cẳng tay rồi đến lồi xương quai cao cốt ở sau bàn tay, kinh mạch thủ thái dương tiểu trường từ bắp tay đi vào trong vai, giao nhau ở trên vai cho nên sinh bệnh như nói trên. Tâm hư thì ngực bụng to, hạ sườn và eo lưng cùng đau ran, kinh mạch thủ quyết âm tâm bào lạc từ trong ngực ra, liên thuộc với tâm bào xuống hoành cách mô, liên lạc với tam tiêu, một nhánh rẽ từ ngực ra sườn, kinh mạch thủ thiếu âm tâm từ tâm hệ xuống hoành cách mô liên lạc với tiểu trường cho nên sinh bệnh nói như trên. Bệnh về tỳ thì người nặng nề hay đói, thịt nhão, chân không nhấc đi được, hay co quắp dưới chân đau nhức. Co quắp nói đây là bệnh trẻ em, tỳ thuộc thổ mà chủ về bắp thịt cho nên người nặng nề mà bắp thịt nhão. Kinh mạch túc thái âm tỳ bắt đầu từ ngón chân cái đi qua mé trong ngón chân cái, lên bên trong mắt cá trong, lên bên trong bụng chân. Kinh mạch túc thiếu âm thận bắt đầu từ dưới ngón chân út đi chéo sang lòng bàn chân, lên trên bụng chân, lên mé bên trong khuéo chân. Cho nên khi mắc bệnh thì chân không nhấc lên được, hay co quắp và dưới chân đau. Tỳ hư thì bụng đầy, sôi bụng, ỉa sổng phân, ăn không tiêu. Kinh túc thái âm tỳ từ mé trước bên trong đùi vào bụng thuộc tỳ liên lạc với vị cho nên sinh bệnh như vậy. Sách Linh Khu nói trung khí bất túc thì bụng hay đầy, ruột hay sôi, bệnh ở phế thì ho suyễn, khí nghịch, vai lưng đau, đổ mồ hôi ở các chỗ xương cùng ngọc hành, đùi, đầu gối, xương bụng, xương đùi, bụng chân. Bệnh ở phế thì ho suyễn, khí nghịch, vai lưng đau, đổ mồ hôi ở các chỗ xương cùng ngọc hành, đùi, đầu gối, xương đùi, bụng chân, ống chân và chân đau nhức. Phế tàng trữ khí, chủ về ho suyễn, lúc biến động thì sinh ho, cho nên phế bệnh thì ho suyễn, khí nghịch lên. Lưng là phủ của ngực, tiếp giáp với vai, cho nên vai lưng đều đau. Phế nuôi lông da mà phóng tà thì tân dịch ra ngoài cho nên đổ mồ hôi. Kinh mạch túc thiếu âm, thận từ dưới chân đi lên, qua bên trong bụng chân, ra mé ngoài kheo chân, lên mé sau bên trong đùi, dọc theo xương sống thuộc thận liên lạc với bàng quang. Nay phế khí không vận hành thì kinh mạch thận bị tà, cho nên các chỗ xương cùng, ngọc hành, đùi, đầu gối, xương đùi, bụng chân, ống chân và chân đều đau nhức. Phế khí hư thì khí kém, không thể thở đều được, tai đặc họng khô, phế khí hư ở trên cho nên không đủ hơi để hiểu điều hòa được mạch lạc của kinh thủ thái âm phế hội ở trong tai cho nên điếc. Kinh mạch túc thiếu âm thận từ thận đi lên ngực qua hành cách mô vào trong phế qua hầu họng đi lên cuống lưỡi. Nay phế hư thì thận khí không tỏa đủ lên trên cho nên họng khô. Bệnh ở thận thì bụng to, chân sưng, ho suyễn, mình nặng, nằm ngủ thì ra mồ hôi trộm, sợ gió. Kinh mạch túc thiếu âm thận bắt đầu từ chân lên bụng chân theo xương mu đi lên hai bên rốn vào trong bụng mà đi lên vào phế cho nên bụng to chân sưng mà ho suyễn. Bệnh ở thận thì xương không có tác dụng cho nên mình nặng, thận tà công lên phế, tâm khí suy ở trong, tân dịch sinh ra mồ hôi cho nên nằm ngủ thì ra mồ hôi trộm, chân đã sưng mồ hôi không hóa được, âm ngưng động ở lỗ chân lông, đương nhiên sốt lên dương thiêu đốt lên thượng tiêu, trong nóng ngoài lạnh cho nên sợ gió. Thận hư thì trong ngực đau, bụng trên bụng dưới đau, mắt lạnh, khí nghịch, trong lòng không vui. Kinh mạch túc thiếu âm thận từ phế đi ra liên lạc với tâm,
dồn ở trong ngực, thận khí đã hư, tâm không có sự ức chế, tâm khí bốc lên phế cho nên đau dồn ở trong ngực, kinh mạch túc thái dương từ gáy đi xuống chân, thận hư thì khí ở kinh thái dương không đi mạnh được ở chân, cho nên chân lạnh mà khí nghịch lên, vì mát lạnh cho nên bụng trên bụng dưới đau, trí kém thì tinh thần rối loạn cho nên không vui. Khí của ngũ tạng sinh bệnh riêng biệt gọi là ngũ bệnh như sau: bệnh ở tâm sinh ra hay ở tâm tượng trưng cho lửa bốc lên, khói theo ngọn lửa mà ra, tâm bệnh không thu nạp được về khí cho nên phải ở để tống ra. Bệnh ở phế sinh ra hay ho, phế tượng trưng cho kim loại cứng rắn, gõ vào thì có tiếng tà xâm phạm vào phế cho nên sinh ho. Bệnh ở can sinh ra hay nói, can tượng trưng cho loài cây có cành, có chi nhánh rẽ ra, lời nói là phát biểu sự uẩn khúc từ trong ra, cho nên bệnh can thì hay nói. Bệnh ở tỳ sinh ra hay nuốt, tỳ tượng trưng cho hành thổ, có khí, có tính chất dung nạp. Bệnh ở thận thì hay ngáp và hắt hơi, thận tượng trưng cho hành thủy, tinh chảy xuống, bốc lên thành mây mù, vì khí uất ở vị cho nên sinh ra ngáp vật, thái dương điều hòa, thông lợi mà lại đầy lên tâm, phát ra đằng mũi, cho nên sinh ra hắt hơi. Bệnh ở vị thì khí nghịch hành ra hay uệ, hay sợ. Vị là cái bể chứa thủy cốc, thận là cái cửa của vị. Hễ cửa không thông lợi thì khí nghịch lên mà bao bọc lấy thủy cốc. Chỉ vì hay bị hàn, hàn khí và cốc khí va chạm nhau cho nên sinh ra uệ. Hàn thịnh thì sinh ra uệ, nhiệt thịnh thì sinh ra sợ là tại sao? Vì vị nhiệt thì thận khí suy cho nên sinh ra sợ. Bệnh ở đại tiểu đường là ỉa chảy, bệnh ở hạ tiêu là trứng phù thủng, đại tường là nơi truyền tống, tiểu tường là nơi chứa đựng. Khi ở nơi chứa đựng đã hư, chức năng truyền tống mất bình thường cho nên sinh ra ỉa chảy. Hạ tiêu là nơi gạn lọc đường thủy, khí bị bế tắc không tiết ra được cho nên tràn lên mà sinh phù thủng. Bàng quang không thông lợi thì sinh bệnh lậu, bàng quang không co lại thì sinh bệnh xón đái hay đái dầm. Bàng quang là phủ chứa tân dịch, nước do đó mà chảy ra, nhưng mạch kinh thủ thiếu dương tam tiêu thật. Tinh khí là tinh khí của người, phế hư mà tâm khí lấn sang thì sinh ra mừng. Sách Linh Khu nói, vui mừng quá độ thì tổn thương phách, vì phách là thần minh của phế, nói tâm hỏa lẫn phế kim. Ở phế lấn sang thì sinh bi ai, can hư mà phế khí lấn thì sinh bi ai. Sách Linh Khu nói, bi ai động ở trong thì tổn thương hồn, vì hồn là thần minh của can, bị phế kim. Lấn can mộc, ở can lấn sang thì sinh ra lo nghĩ ưu, tỳ hư mà can khí lấn sang sinh ra lo nghĩ. Sách Linh Khu nói, lo nghĩ không giải được thì tổn thương ý, vì ý là thần minh của tỳ, tỳ bị can mộc lấn, ở tỳ lấn sang thì sinh sợ sệt, úy thận hư mà tỳ khí lấn sang thì sinh ra sợ sệt. Sách Linh Khu nói, sợ sệt không giải được thì tổn thương tinh, vì tinh là thần minh của thận, bị tỳ thổ lấn sang thận thủy, ở thận lấn sang thì sinh ra kinh khủng, tâm hư mà thận khí lấn sang thì sinh ra kinh khủng. Sách Linh Khu nói, kinh khủng thì tổn thương thần, vì thần là chủ của tâm, thần thủy lấn sang thì tâm hỏa bị hại, đấy đều là do chính khí không đủ mà thẳng khí lấn sang, vì chỗ ngũ tạng thừa hư lấn nhau mà sinh ra bệnh về tinh khí. Năm cái ghét của ngũ tạng gọi là ngũ ố, là tâm ghét nhiệt, nhiệt thì mạch nổi lên bồng bột, phế khí hàn, hàn thì khí ngưng trệ, can ghét phong, phong thì gân rung giật, tỳ ghét thấp, thấp thì bắp thịt nhũn sưng, thận ghét táo, táo thì tinh khô tiệt, táo thì tinh khô kiệt. Năm cái cấm kỵ của ngũ vị gọi là ngũ cấm là vị cay chạy vào khí. Bệnh về khí thì không nên ăn nhiều đồ cay, vị mặn chạy vào huyết,
Bệnh về huyết thì không nên ăn nhiều đồ mặn, vị mặn vào thận trước. Ở đây nói chạy vào huyết là thận hợp với tam tiêu, huyết mạch tuy thuộc với tâm can, nhưng kỳ thực là nhờ đường lối của tam tiêu, cho nên vị mặn vào thì chảy vào huyết, vị đắng chạy vào xương. Bệnh ở xương thì không nên ăn nhiều đồ đắng, vị đắng chạy vào tim. Đây nói chạy vào xương vì thủy hỏa giao nhau, khí trong xương thông với tim. Vị ngọt chảy vào thịt, bệnh về bắp thịt thì không nên ăn nhiều đồ ngọt vì chua chạy vào gân. Bệnh về gân thì không nên ăn nhiều đồ chua. Năm thứ phát sinh của bệnh gọi là ngũ phát là âm phát ở trong xương. Dương bệnh thì phát ở huyết, âm bệnh phát ở thịt. Xương thịt thuộc về âm, chủ tĩnh, cho nên dương khí theo đó. Huyết mạch thuộc dương, chủ động, cho nên âm khí thừa vào đó. Dương bệnh phát về mùa đông, âm bệnh phát về mùa hè. Mùa hè dương khí thịnh, cho nên âm bệnh phát về mùa hè. Mùa đông âm khí thịnh, cho nên dương bệnh phát về mùa đông, đều là do khí của nó kém. Năm thử rối loạn do tà khí xâm vào gọi là ngũ loạn, là tà xâm vào dương phận thì phát cuồng, tà xâm vào âm phận thì sinh tê, tà xâm vào dương mạch thì tay chân nóng dữ cho nên phát cuồng, tà xâm vào âm mạch thì kinh mạch bế tắc không thông cho nên là sinh ra tê, tà kích động đến dương phận thì sinh bệnh ở đỉnh đầu, tà kích động đến dương phận thì ở trong thì mạch chạy nhanh cho nên sinh bệnh ở đỉnh đầu, tà kích động đến âm phận thì sinh ra chứng câm, tà kích động đến âm phận thì ở trong thì huyết mạch không lưu thông cho nên sinh ra câm không nói được. Tà từ dương phận vào âm phận thì tĩnh, tà từ âm phận ra dương phận thì sinh giận dữ. Dương khí, âm khí tùy theo lúc đi vào âm phận, dương phận mà sinh bệnh. Năm chứng vì nhọc mệt gọi làm hại gọi là ngũ lao, là trong lâu thì hại huyết, vì lao thương đến tâm, nằm lâu quả hại khí, vì hại đến phế, ngồi lâu quả hại thịt, vì hại đến tỳ, đứng lâu quả hại xương, vì hại đến thận, đi lâu quả hại gân, vì hại đến can. Muối vị mặn có thể làm cho tân dịch chảy ra, mặn là do đắng mà sinh ra, thuộc thủy mà trong đó có nước thấm nhuần xuống dưới mà vị đắng tiết ra cho nên có thể làm cho tân dịch thấm nhuần và tiết ra. Đàn đứt dây thì tiếng rè tức là khác với tiếng cũ. Dễ, cây xanh tốt thì lá phát sinh sinh, cây cằn cỗi thì lá rụng. Khi bệnh nặng thì sẽ có tiếng uệ, uệ tức là tiếng đục và nặng. Người mà có ba chứng trạng ấy thì gọi là hoại phủ. Ba chứng trạng đó là đàn đứt dây, lá rụng, tiếng uệ. Uống thuốc không chữa được, châm cứu không dùng được. Như thế là da thịt bại hoại, sắc màu biến thành đen. Bệnh dồn lại ở trong cho nên thuốc uống không chữa được, châm cứu không dùng được. Da thịt khí huyết đều tuyệt cho nên sắc máu biến thành đen. Ý muốn nói bệnh cần phải biết chứng trạng bệnh. Như muối ở trong cái lọ, tân dịch của nó tiết ra ngoài. Thấy tân dịch mà biết muối có vị mặn, nghe tiếng rèm mà biết dây đàn sắp đứt, thấy lá rụng mà biết cây sắp cằn cỗi sắp chết, đem triệu chứng bại hoại của ba loại trên để về ý với từng trạng, nghe tiếng uệ mà biết nặng, cho nên dù châm cừu hay thuốc uống cũng không có tác dụng gì, vì da thịt và khí huyết đều bại hoại cả. Hai kinh thái âm và dương minh làm mạch tỳ vị cùng tương quan biểu lý mà bệnh do hai kinh này sinh ra lại khác nhau. Tại sao vậy? Kỳ bà nói, bộ vị hai kinh đó âm dương khác nhau, thay đổi nhau, khi hư khi thực, khi nghịch khi thuận, hoặc từ trong sinh ra, hoặc từ ngoài xâm vào đều không giống nhau cho nên tên bệnh khác nhau. Tỳ là tạng thuộc âm, vị là phủ thuộc dương, mạch dương đi xuống, mạch âm đi lên, mạch dương từ ngoài vào, mạch âm từ trong ra, cho nên nói là chỗ xuất phát không giống nhau mà tên bệnh khác nhau. Mùa xuân mùa hè thì dương minh thực, thái âm hư. Mùa thu mùa đông thì dương minh nghịch, thái âm thuận. Tức là thay đổi nhau khi thuận khi nghịch. Dương thuộc thiên khí, chủ bên ngoài, âm thuộc địa, khí chủ bên trong. Bộ vị âm dương khác nhau, cho nên dương khí thực, âm khí hư, thay đổi nhau về hư thực, phạm phải tặc phong hư tà thì phần dương mắc bệnh. Ăn uống sinh hoạt không điều độ thì phần âm mắc bệnh. Bệnh từ trong ra, bệnh từ ngoài vào. Phần dương mắc bệnh thì tà truyền vào lục phủ, phần âm mắc bệnh thì tà truyền vào ngũ tạng.
Vào lục phủ thì người nóng không nằm được, khí nghịch lên vật hành xuyễn sở, vào ngũ tạng thì đầy trướng, sinh ra ỉa sống phân, lâu ngày sinh ra kiết lỵ, đó là chỗ xuất phát khác nhau thì tên bệnh khác nhau. Hầu chủ về thiên khí, họng chủ về địa khí, cho nên dương hay bị phong, âm hay bị thấp tà, đồng khí tương cầu. Cho nên khí âm từ chân đi lên đến đầu lại đi xuống qua cánh tay lên đầu ngón tay. Khí dương từ tay đi lên đầu lại đi xuống đến chân, sự thay đổi nhau về nghịch thuận. Sách Linh Khu nói thủ tam âm kinh từ nội tạng chạy ra tay, thủ tam dương kinh từ tay chạy lên đầu, túc tam dương kinh từ đầu chạy xuống chân, túc tam âm kinh từ chân chạy lên bụng. Vì đường đi khác nhau nên thay đổi nhau khi nghịch khi thuận như vậy. Cho nên bệnh ở dương minh đi lên đến tột độ lại rồi lại xuống, bệnh ở âm kinh thì đi xuống tột độ rồi lại lên. Cho nên cảm phải phong tà thì thượng bản thân bị bệnh trước, cảm phải thất tà thì hạ bản thân bị bệnh trước. Kinh mạch túc dương minh bị bệnh thì sợ người, và lửa nghe tiếng gỗ khua thì giật mình kinh sợ. Vì nhiệt uất ở trong vị cho nên người sợ, cho nên sợ người và lửa. Vị thuộc thổ cho nên nghe tiếng gỗ khua thì sợ. Có khi bệnh dương minh nặng thì áo quần cũng không biết mặc, chạy càn rẫy, nhảy càn, trèo cao ca hát, hoặc giả bỏ ăn mấy ngày mà lại có thể vượt tường cao leo nóc nhà, mà những chỗ leo trèo đó ngày thường không thể trèo lên được, khi có bệnh là có thể làm được là tại sao? Đáp: chân tay là gốc của các dương khí, hễ dương khí thịnh thì chân tay thực nên có thể trèo cao được. Phần dương thụ khí ở chân tay cho nên chân tay là gốc của các khí dương. Nó không muốn mặc áo quần chạy càn là vì sao? Thượng bản thân vì nóng dữ quá làm hại cho nên không muốn mặc quần chạy càn, nhảy càn, hỏi nó chửi bậy, chửi mắng càn rỡ, không thể kể thân sơ. Tự tiện ca hát là vì sao? Đáp: dương tà căng thịnh quá làm cho thần khí bất bình thường, cho nên nói bậy với nó càn, chửi mắng người mà không kể thân sơ, và chẳng biết muốn ăn gì, chẳng muốn ăn gì cho nên nhạy cảm. Đây là nói về bệnh ở dương minh vị kinh, sở dĩ không biết mặc áo quần chạy càn, nhảy càn, nói càn, chửi bậy đều là do tà khí quá thịnh. Tà khí quá thịnh cho nên nhiệt thịnh, nhiệt thịnh cho nên dương thịnh. Ba chừng nói trên đây là vì lẽ ấy. Khi có ốm bệnh thì mồ hôi ra rồi lại nóng, mà mạch nhanh đi nhanh gấp, không vì ra mồ hôi mà bớt nóng. Nói cuồng và không ăn được, bệnh này gọi là bệnh gì? Kỳ bà nói, đây là bệnh âm dương giao. Bệnh âm dương giao thì chết. Giao nói đây là khí âm, khí dương không phân biệt được. Người ta sở dĩ có ra mồ hôi đều là do cốc khí. Cốc khí sinh ra chất tinh vi. Ở đây nói cốc khí hóa thành tinh khí, tinh khí thắng mới sinh ra mồ hôi. Nay tà khí giao tranh với nhau ở khoảng xương thịt mà lại có ra mồ hôi là tà khí lui mà tinh khí thắng. Ý nói lúc mới ra mồ hôi, tinh khí thắng thì đáng lẽ ăn được mà không phải phát nhiệt nữa, lại phát nhiệt là hãy còn tà khí. Mồ hôi ra là tinh khí thắng, nay mồ hôi ra mà lại phát nhiệt là tà khí thắng. Không ăn được thì tinh khí không có gì để làm cho ra mồ hôi. Cốc khí không hóa thì tinh khí không sinh, tinh khí không biến hóa lưu thông cho nên không ra mồ hôi được. Bệnh rằng dai không khỏi thì sinh mệnh có thể nguy. Mồ hôi ra mà mạch còn táo cấp quá thì chết. Mồ hôi đã ra được rồi thì mạch nên trì tĩnh, trái lại mạch táo cấp là chân khí kiệt mà tà khí thịnh cho nên biết nhất định là phải chết. Nay mạch và mồ hôi không tương ứng với nhau, đó là tinh khí không thẳng được thì chết. Mạch không tĩnh mà táo thịnh là không thích ứng với nhau. Nói cuồng là mất thần trí, mất thần trí thì chết. Trí do ở tinh hay tinh khí không sai khiến được thì trí không yên định. Trí không yên định tức là mất trí. Nay thấy ba phần chết, không thấy một phần sống. Bệnh tuy bớt nhưng cũng sẽ chết. Mồ hôi ra mà mạch còn táo thịnh là dấu hiệu chết. Tinh khí không thẳng được bệnh cũng là dấu hiệu chết. Nói sảng mất thần trí cũng là dấu hiệu chết. Thế nào là hư thực? Đáp: cái gọi là hư thực là so sánh tà khí với chính khí mà nói. Như tà khí đương thịnh, đấy là chứng thực. Bằng tinh khí không đủ, đấy là hư chứng. Không
không nằm ngửa được mà thở rộn lên là do khí của kinh mạch dương minh nghịch lên. Khí của túc tam dương kinh từ đầu chạy xuống chân, nguyên lai là chạy xuống dưới, nay nghịch mà chạy lên cho nên thở rộn như có tiếng. Dương minh tức là kinh mạch của vị, vị là cái bể của lục phủ, vị khí cũng là đi xuống, nay khí của dương minh mạch nghịch lên, khí vị khí sẽ không thể thuận theo đường lối của nó mà đi xuống, cho nên không thể nằm ngửa được. Vị bất hòa thì nằm chẳng yên là nghĩa đó. Nếu ăn uống sinh hoạt bình thường mà thở rộn lên thì đấy là lạc mạch của phế thông thuận. Khí của lạc mạch không theo sự lên xuống của, như khí của kinh mạch, khí ấy lưu lại ở kinh mạch mà không chạy ra lạc mạch. Những chứng bệnh ở lạc mạch tương đối nhẹ, cho nên tuy thở rộn lên như có tiếng mà ăn uống sinh hoạt như thường. Nếu không nằm được, nằm xuống thì suyễn thở là do thủy khí xâm phạm bên trong. Thủy khí theo đường tân dịch mà lưu thông, thận là thủy tạng, chủ tân dịch. Nay thủy khí tràn lên mà còn xâm phạm vào phế, cho nên suyễn thở mà không nằm được. Cái thứ suyễn thở mà không nằm được này thuộc về bệnh của thận. Trăm bệnh sinh ra đều do ở khí, vì tác dụng của khí hư thực, hoãn cấp đều có thể sinh ra bệnh, cho nên nói như vậy. Giận thì khí nghịch lên, mừng thì khí thư hoãn, bi ai thì khí tiêu tan, sợ sệt thì khí hạ xuống, gặp lạnh thì khí thu liễm, gặp nóng thì khí tiết ra, bị kinh sợ thì khí rối loạn, nhọc mệt quá thì khí hao, lo nghĩ thì khí uất kết. Chín thứ khí khác nhau ấy sẽ sinh ra bệnh gì? Giận thì khí nghịch lên, nặng lắm thì có thể trào máu miệng và ỉa sống phận. Cho nên nói, giận thì khí nghịch lên, giận thì dương khí nghịch lên, dương khí nghịch lên thì can khí lấn tỳ khí, cho nên nặng thì khí trào máu miệng và ỉa sống phận. Mừng thì khí điều hòa, ý chí thoải mái, vinh vệ thông lợi, cho nên mừng thời khí hoãn. Khí mạch điều hòa cho nên ý chí thoải mái, vinh vệ thông lợi cho nên khí hoãn. Bi ai thì tâm hệ căng thẳng, là phổi dương lên mà thượng tiêu bể tắc không thông, vinh vệ không tán ra được. Nhiệt khí uất ở trong ngực cho nên nói, bi ai thì khí tiêu tan, bi ai thì tổn tâm, tâm hệ căng thẳng thì động đến phế, phế liên hệ với các kinh. Nghịch thì phổi xòe ra là phổi dương lên, sợ thì tính khí tụt xuống, tính khí tụt xuống thì thượng tiêu bể tắc, thượng tiêu bể tắc thì khí luẩn quẩn dưới hạ tiêu, khí luẩn quẩn dưới hạ tiêu thì hạ tiêu thành trướng. Cho nên nói, sợ sệt thì khí không lưu hành được, sợ thì dương tinh vọt lên mà dưới không lưu thông, cho nên tụt xuống thì thượng tiêu bể tắc, thượng tiêu bể tắc thì khí không lưu hành xuống hạ tiêu. Âm khí ở hạ tiêu cũng luẩn quẩn ở đó mà không phân bố ra được, tụ lại mà thành trướng. Nhưng thượng tiêu bế tắc, khí luẩn quẩn ở hạ tiêu, mỗi thứ đóng lại một chỗ gọi là khí không lưu hành được. Lạnh thì có thể làm cho lỗ chân lông bế lại, khí vinh vệ không lưu hành. Cho nên nói, lạnh thì khí thu liễm, mình lạnh thì khí vệ khí trầm lại, cho nên da rẻ lỗ chân lông bị bế lại mà không lưu hành được, vệ khí thu liễm ở trong mà không phát tán được. Nóng thì lỗ chân lông sơ hở, vinh vệ khai thông to, ra mồ hôi nhiều, cho nên nói nóng thì khí tiết ra, nóng thì da rẻ lỗ chân lông mở ra, vinh vệ lưu thông, mồ hôi tiết ra cũng nhiều, bị kinh sợ thì tâm hồi hộp đánh trống ngực như không có chỗ dựa, thần khí không có chỗ về. Trong lòng nghĩ ngợi liên miên cho nên nói kinh sợ thì khí rối loạn, khí vượt lên cho nên không điều hòa được. Lao lực quá sức thì suyễn thở mà đổ mồ hôi, bên trong suyễn thở bên ngoài đổ mồ hôi. Khi bên trong bên ngoài đều vượt mức bình thường cho nên nói lao lực quá thì hao khí. Làm việc mệt nhọc thì khí chạy nhanh cho nên suyễn thở, khí chạy nhanh thì dương khí vượt ra ngoài cho nên đổ mồ hôi. Suyễn thở và đổ mồ hôi là trong ngoài đều vượt mức bình thường cho nên hao khí. Lo nghĩ quá nhiều thì tâm tư thường để ý vào công việc, tinh thần tập trung làm cho chính khí ngừng lại, không vận hành, cho nên nói lo nghĩ thì khí kết, tâm hệ không phân tán ra được cho nên khí đình trệ. Bị bệnh tí, có người chết hoặc có người đau nhức lâu ngày không khỏi,
Có người rất chóng khỏi. Vì sao vậy? Kỳ bà nói, bệnh tí mà truyền vào ngũ tạng thì chết. Ngưng động giảng dai ở gân cốt thì đau nhức lâu ngày không khỏi. Ngưng động ở bì phu thì chóng khỏi. Vào ngũ tạng thì chết là vì thần khí mất rồi. Vào gân cốt thì đau nhức lâu ngày không khỏi là vì chỗ đau cố định. Ở bì phu thì chóng khỏi là vì nó còn ở lớp ngoài, vì có mức độ nông sâu khác nhau. Vinh là tinh khí của thủy cốc hóa thành, thông thường là điều hòa với ngũ tạng, tưới nhuần trước lục phủ rồi mới đi vào trong mạch. Thiên trình lý luận nói, đồ ăn vào dạ dày mà đường mạch, đồ uống vào kinh mạch mà đường huyết mới vận hành. Cho nên vinh khí theo đường mạch đi suốt trên dưới khắp ngũ tạng liên lạc với lục phủ. Vinh đi trong mạch cho nên không chỗ nào mà nó không đến. Vậy là thứ khí bốc mạnh của thủy cốc, khí ấy nhanh nhẹn trơn tru không thể đi vào trong mạch được. Vì khí bốc mạnh cho nên nhanh nhẹn trơn tru không thể đi vào trong mạch được. Vậy khí đi vào khoảng giữa bì phu và thử thịt, hun bốc lên hoành cách mô, khuếch tán ra ngực bụng. Khoảng giữa bì phu và thử thịt là phần ngoài mạch. Vì vệ khí bốc mạnh cho nên có thể khuếch tán ra khắp ở chỗ trống rộng ở khoảng ngực bụng, hun đốc lên hoành cách mô, làm cho khí tuyên thông. Nếu như vinh vệ mà trái nghịch với tình trạng bình thường thì sinh bệnh, vinh vệ thông lợi thì bệnh khỏi. Nói tóm lại, vinh vệ không bị tà khí thông hàn thấp châm nhập thì không thể bị tê thấp. Trái với khí vinh vệ thì sinh bệnh, mà thuận với khí vinh vệ thì khỏi bệnh. Vinh vệ đều là khí nhưng không phải là vật hữu hình. Gân xương bắp thịt da mạch và ngũ tạng lục phủ, nó không bị ba thứ tà khí phong hàn thấp xâm nhập, cho nên vinh vệ ở trong người không sinh ra thê thấp, bệnh tí hoặc đau, hoặc không đau hoặc tê dại, không cảm giác hoặc hàn hoặc nhiệt hoặc táo hoặc thấp. Là tại sao? Đau là vì hàn khí thẳng, có hàn khí thì đau, không đau tê dại không cảm giác là bệnh đã lâu ngày, tình trạng đã ăn sâu. Sự vận hành của vinh vệ không thông lợi kinh là có lúc sơ hở cho nên không đau, da rẻ mất sự dinh dưỡng cho nên tê dại không cảm giác, tê dại không cảm giác mà là tê mà cấu không biết đau. Hàn thẳng là dương khí ít, âm khí nhiều, âm khí cùng cấu kết với bệnh khí mà nặng thêm cho nên thấy lạnh nhiều. Bệnh vốn nhiệt thì tân dịch tiêu hao, là phổi khô héo, bị mao, bì mao cũng biểu hiện trạng thái căng mỏng hư yếu. Nhiệt khí lưu lại lâu ngày thì sinh ra chứng bại sụi, nguy tịch, tức là chân bại sụi thì không đi được. Vì phế nhiệt thì thận bị nhiệt khí xâm phạm cho nên sinh ra như vậy. Tâm bị nhiệt thì có thể làm cho huyết nghịch lên trên, gây nên thịnh trên thịnh dưới hư. Huyết hư thì sinh ra chứng mạch nguy, khớp xương như cứng gãy, chân bại sụi, không bước đi được. Tâm nhiệt quá thì hỏa bốc lên, mạch thận thường đi xuống, nay hỏa thịnh bốc lên cho nên mạch thận cũng theo hỏa mà bốc lên. Dương khí nghịch lên, hỏa lại đốt ở trong, âm bị cách dương ở trên, không giữ được bản vị của nó ở dưới. Tâm khí thông với mạch cho nên sinh ra chứng mạch ni. Thận khí chủ về chân cho nên khớp gối, khớp cổ chân như gãy, chân ống chân mềm yếu mà không bước đi được. Can bị nhiệt thì mật tràn lên mà thấy miệng đắng, màng gân mất sự dinh dưỡng cho nên khô, làm cho gân căng thẳng mà sinh ra bệnh cân ni. Mật nằm trong lá gan mà nước của nó rất là đắng, gan bị nhiệt thì nước mật sẽ chảy tràn ra cho nên miệng đắng. Can chủ về màng gân, can nhiệt thì màng gân bị khô làm cho gân căng thẳng mà yếu liệt. Tỳ bị nhiệt thì làm cho tân dịch trong bị khô mà khát, da dịch thịt tê dại, cấu không biết đau, sinh ra chứng nhục nguy. Tỳ và vị dính líu nhau là nhờ màng gân. Tỳ khí nhiệt thì tân dịch trong vị bị khô ráo mà khát nước. Tỳ chủ bắp thịt, nhiệt bức ở trong thì bắp thịt tê dại mà sinh chứng nhục nguy. Thận bị nhiệt thì tinh dịch kiệt, xương khô tủy giảm mà sinh ra eo lưng, xương sống không cử động được, sinh chứng cốt nguy. Eo lưng là phủ của thận, lại thêm kinh mạch của thận đi lên bên trong đùi,
qua sống lưng thuộc thận, cho nên thận khí nhiệt thì eo lưng xương sống lưng cứng đơ không cử động. Thận chủ xương tủy, thận nhiệt thì xương khô tủy cạn mà sinh ra chứng cốt nguy. Chứng quyết có hàn quyết, nhiệt quyết là tại sao? Dương khí suy kiệt, ở dưới sinh ra hàn quyết. Âm khí suy kiệt, ở dưới sinh ra nhiệt quyết. Dương tức là túc tam dương kinh, âm túc là túc tam âm kinh, ở dưới là dưới chân. Đây nói về chứng quyết mà phân ra hàn nhiệt là theo túc tam âm tam dương kinh. Kinh khí của sáu kinh mạch này có lúc thiên thẳng cho nên thể hiện như vậy. Bệnh nhiệt mà phát nhiệt phải từ dưới chân lên là tại sao? Dương chủ bên ngoài mà chứng quyết ở trong cho nên nói thế. Dương khí bắt đầu ở phía ngoài năm ngón chân, âm khí tập trung ở dưới chân mà tụ hội ở lòng bàn chân. Nhiệt quyết là âm khí suy kiệt ở dưới mà dương khí thiên thẳng, cho nên dưới chân phát nóng. Kinh mạch túc thái dương đi qua ở mé ngoài đầu ngón chân út, túc thiếu dương đi ra ở đầu ngón chân thứ tư, túc dương minh đi ra ở đầu ngón chân giữa và ngón chân cái, đều theo kinh mạch túc dương minh mà đi lên đến mạch can, thận, tỳ, tập trung ở dưới chân, tụ hội ở lòng bàn chân. Âm khí suy kiệt ở dưới cho nên dưới bàn chân nóng, tức là cái nóng của chứng nhiệt quyết. Ở âm phận vì dương thắng âm, bệnh hàn quyết mà lạnh toát, bị từ năm ngón chân đi lên đầu gối là tại sao? Âm chủ bên trong mà quyết ở ngoài, cho nên nói thế. Âm khí bắt nguồn từ phía trong năm ngón chân, tập trung trên dưới mà tụ hội ở hai đầu gối. Bệnh hàn quyết là dương suy khí suy kiệt ở dưới hạ bản thân mà âm khí thiên thẳng, cho nên lạnh toát phải bắt đầu từ năm ngón chân chạy lên đầu gối. Thứ lạnh toát này không phải do hàn khí từ ngoài xâm vào mà do dương hư từ bên trong gây ra. Kinh mạch túc thái âm bắt đầu từ giữa chòm lông chùm ở đầu ngón chân cái, mạch túc thiếu âm bắt đầu từ dưới ngón chân út xiên lên theo bàn chân, theo mạch túc âm kinh đi lên men theo vào trong đùi vào bụng. Cho nên nói tung dưới đầu gối mà tụ ở trên đồi đầu gối. Cho nên nói tập trung dưới đầu gối mà tụ ở trên đầu gối, đó là nói về chứng lạnh toát của hàn quyết lên đầu gối vì âm thắng dương. Bệnh quyết hoặc làm cho người đầy bụng, hoặc làm cho người bỗng dưng bất tỉnh nhân sự, hoặc nửa ngày thậm chí cả ngày mới lại tỉnh trở lại là vì sao? Âm khí thiên thịnh ở thượng bản thân thì hạ bản thân hư, hạ bản thân hư thì bụng đầy trướng. Dương khí thiên thịnh ở trên thì khí hạ bản thân lấn lên trên mà thành tà khí nghịch lên thì dương khí rối loạn, dương khí rối loạn thì bỗng dưng bất tỉnh nhân sự. Âm khí thiên bị thịnh ở trên thì bụng đầy trướng là hàn quyết, dương khí thiên thịnh ở trên thì bỗng dưng bất tỉnh nhân sự đó là nhiệt quyết. Có người bệnh nằm ngủ không được là tại sao? Kỳ bà đáp, không ngủ được là do quan hệ với nguyên nhân thất tình lao quyện làm tổn thương ngũ tạng mà ra, cần làm cho chỗ tổn thương đó được khôi phục, tinh thần chỗ ký thác mới nằm ngủ được yên. Cho nên thường không ai đoán được họ bị bệnh gì, nói có nằm mà không yên vì khí của nội tạng bị thương tổn, tinh khí hao vì ngũ tạng thuộc âm, mỗi tạng đều có tàng tinh của nó, nội tạng bị thương tổn thì tinh khí hao nên nằm chẳng yên. Tinh thần phải có chỗ tàng trữ, tinh nào ở tạng ấy mà không bị tổn thất thì nằm ngủ chẳng yên, ví như can tàng hồn, phế tàng phách. Phàm nằm ngủ không yên là huyết không quy về can, vệ khí không nhập vào âm phận cho nên người ta không ngủ được, người ta không nằm ngửa được là tại sao? Kỳ bà nói, vị trí của tạng phế ở rất cao, như cái ô tre của các tạng khác, phế khí thịnh thì mạch đại thì không nằm ngửa được, tà khí thịnh đầy ở phổi thì thở suyễn cho nên không nằm ngửa được. Có chứng nổi giận phát cuồng là do đâu mà sinh ra? Kỳ bà nói, sinh ở phần dương, giận mà bất kể tai vạ cho nên gọi là cuồng. Dương khí bị uất mà quá mà khó giải được cho nên hay giận gọi là chứng dương quyết. Ý nói dương khí bị uất tắc không thông hoặc thường bị uất ức nhiều không được thoải mái đều do dương nghịch táo quá mà sinh ra cho nên gọi là dương quyết. Bệnh dương quyết chữa như thế nào?
kiêng ăn thì khỏi đồ ăn nào, phần âm nuôi khí ở phần dương. Cho nên kiêng ăn thì khỏi, ăn ít thì khí suy. Cho nên hạn chế ăn uống thì bệnh khỏi, cho uống vẩy sắt vụn. Vẩy sắt vụn hay hạ khí uất, ý nghĩa kim bình can. Người có mang được 9 tháng mà nói chuyện không ra tiếng là tại sao? Có mang 9 tháng là mạch túc thiếu âm nuôi thai, lạc mạch của bào thai bị tắc nghẽn không thông. Lạc mạch tắc nghẽn không thông nên nói không ra tiếng được. Không phải là khí thiên chân bị ngưng tuyệt, mạch lạc này liên hệ với thận. Kinh mạch túc thiếu âm thận đi vào thận, liên mạc với cuống lưỡi, cho nên không nói được. Kinh mạch thiếu âm thận vì khí không dinh dưỡng cho nên không nói được. Không chữa thì khi đủ 10 tháng cũng khỏi. 10 tháng khi đẻ, mạch lạc của bào thai lại thông, kinh mạch của thận dinh dưỡng lên trên cho nên nói lại được như cũ. Đừng làm tổn thương cái bất túc mà tăng cái hữu dư, làm cho tăng thêm cái bệnh. Cách chữa trái với phương pháp ấy thì thai chết không ra và thành ra bệnh lâu ngày mà khô ráo. Có người bị bệnh nhức đầu đã vài năm không khỏi, ấy là do đâu, gọi là bệnh gì? Bệnh nhức đầu không nên kéo dài quá 1 tháng, vài năm không khỏi, cho nên lấy làm lạ mà hỏi. Đương lúc bị rét, giữ phạm vào trong xương tủy của người lấy não làm chủ, não bị hàn khí nghịch lên cho nên nhức đầu và răng cũng đau. Não chủ về tủy, răng là chất thừa của xương, não bị hàn khí nghịch lên, phạm vào thì xương cũng bị lạnh, làm cho nhức đầu và răng cũng đau. Bệnh gọi là quyết nghịch, người ta trước tiên sinh não, có não mới có xương tủy, răng là gốc ở xương, miệng ngọt gọi là bệnh gì? Tại sao mà bắt bệnh ấy? Đó là do tinh khí của ngũ vị tràn nên gọi là tỳ đản. Đản là chứng nhiệt, tỳ nhiệt thì bốn tạng kia cũng bị nhiệt, ngũ tạng cũng cùng bốc lên, vì thế mà sinh ra tỳ nhiệt cho nên gọi là tỳ đản. Tuy ngũ vị ăn vào miệng tàng trữ ở vị, nhưng cần được tỳ vận hóa chuyển thâu những tinh ba của đồ ăn ấy. Nay tỳ vị bị nhiệt quá mà mất công năng bình thường, do đó tân dịch ứ đọng ở tỳ làm cho miệng cảm thấy vị ngọt. Tỳ bị nhiệt thấm vào trong, tân dịch của vị sau khi tiêu hóa cơm nước, tinh khí liền tràn ra, tỳ khí thông lên miệng, cho nên miệng ngọt. Tân dịch ở tỳ tức là bị thấp, do đó, đó là chứng bệnh do ăn nhiều đồ ngon béo mà sinh ra. Những người này tất thường ăn nhiều đồ ngon béo, béo thì làm cho sinh nóng ở trong, ngọt thì làm cho bụng đầy, cho nên khi khí bị tràn lên mà sinh ra chứng tiêu khát. Ăn thứ béo thì thớ thịt kín, dương khí không tiết ra ngoài được, cho nên chất béo thì làm cho người bị nóng ở trong, vị ngọt tính khí hòa hoãn mà phát tán, nghịch lên nên làm cho người bụng ngực bị đầy. Nhưng chừng nóng ở trong thì dương khí bốc lên thì ham muốn mà họng cứ khô, bụng ngực đầy thì khí tích trữ lâu ngày nhiều quá thì tỳ khí tràn lên, cho nên nói khí tràn lên chuyển thành bệnh tiêu khát. Cách chữa thì dùng cỏ lan để trừ cái khí lâu ngày, ý nói cỏ lan trừ chất ngọt béo lâu ngày không hóa được là lấy ý nghĩa vị cay có thể phát tán. Có chứng trong miệng đắng, châm huyệt dương lăng tuyền mà miệng vẫn đắng gọi là bệnh gì? Vì đâu mà mắc phải? Bệnh ấy gọi là bệnh đờm đản, cũng gọi là bệnh nhiệt. Nước mật đắng cho nên miệng đắng. Can là chức vị vụ tướng quân, nó chịu sự quyết đoán của đờm. Hầu họng chịu sự chi phối của can. Can là chức vụ tướng quân, mưu lưỡi do đó mà ra. Đờm là cơ quan trung chính, quyết đoán từ đó mà ra. Can hợp với đờm, tinh khí cùng thông, cho nên tất thảy mưu lự quyết đoán là do ở đờm. Họng và đờm cùng ứng với nhau, cho nên họng và là chức vụ sai khiến của đờm. Người có bệnh đờm đản vì thường là mưu lự không quyết đoán, tâm tình buồn bã bởi vì đờm mất công năng bình thường, nước mật tràn lên do đó mà miệng đắng, cần phải châm hai huyệt mộ và du của đờm kinh để chữa. Ở vùng ngực bụng gọi là mộ, vùng lưng gọi là du. Huyệt mộ của đờm kinh ở hai gân dưới vú, cách dưới huyệt kỳ môn nửa tấc, đồng thân thốn. Huyệt du dưới
đốt xương sống thứ 14, mỗi bên ngang ra 1,5 tấc. Có người bị bệnh tiểu tiện lì rì không thông, mỗi ngày đái vài mươi lần. Đó là hiện tượng bất túc, mình nóng như than, vùng cổ và vùng ngực có cảm giác vướng mắc không thông mạch, nhân nghinh tạo thịnh, suyễn thở khí nghịch lên, đó là chứng hữu dư, dương khí ở ngoài thịnh quá. Vì âm khí bất túc cho nên dương khí hữu dư, mạch kinh thái âm tế vi như sợi tóc, đó là chứng bất túc. Bệnh này do đâu, gọi là gì? Vùng cổ với ngực như tường như vướng cách, là cổ và ngực bị vướng mắc không tương ứng với nhau. Mạch nhân nghinh tạo thịnh là nói động mạch hai bên cổ họng thịnh đầy mau gấp quá, tức là mạch vị rất táo cấp. Mạch thái âm nhỏ bé tế vi như sợi tóc là chỗ động mạch ở lồi xương quay sau ngón tay cái 1 tấc, tức là mạch phế. Đó là nơi hư hành khí mạch của kinh mạch thủ thái âm, có thể thăm dò được ngũ tạng. Bệnh ở kinh thái âm, thịnh ở vị cũng là ở phế, gọi là bệnh quyết thì chết không chữa được. Bệnh tiểu tiện không thông mà lại rắt, mình nóng như than, cổ ngực như vướng mắc, thở rược lên đều do mạch thủ thái âm. Đáng lẽ hồng đại mà sắc, nay lại nhỏ bé như sợi tóc, là bệnh với mạch trái nhau, do đâu mà gây nên thế? Vì phế khí nghịch lên làm vị, làm cho mạch nhân nghinh táo thịnh, cho nên gọi là bệnh ở kinh thái âm mà thịnh ở vị. Vì suyễn thở khí nghịch cho nên nói là cũng ở phế, bệnh gọi là khí nghịch, mà chứng không ứng với bệnh cho nên gọi là bệnh quyết.